Xin chào các bạn, ngày hôm nay VisaD sẽ cùng các bạn khám phá một thành phố được xem là thành phố của thế giới. Thành phố New York là nơi hội tụ đa dạng nền văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, lịch sử và giải trí. Thành phố từng được gọi nửa đùa là trung tâm của vũ trụ, tràn đầy năng lượng, khát vọng và sự thích thú. Nếu như có cơ hội đến đây, bạn hãy trải nghiệm ánh đèn neon vào ban đêm ở quảng trường thời đại, sự hối hả của nhà ga Grand Central, hay niềm vui rong ruổi tại công viên vui chơi giải trí của đảo Coney. New York cũng có nét trang trọng ở khu phố đầy tính nghệ thuật tân thời Brooklyn, hoặc đài tưởng niệm trang nghiêm 11 tháng 9. Đi về phía cảng, tượng nữ thần tự do, một biểu tượng hy vọng của hàng triệu người dân nhập cư chạy trốn chiến tranh và nạn đói vào cuối thế kỷ 19, ngày nay vẫn tượng trưng cho tự do và danh tiếng của New York. Thành phố quan trọng, thu hút hàng triệu người mơ mộng, những người đến thử vận may của mình ở quả táo lớn, một biệt danh của thành phố New York. New York nằm ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, thuộc miền Nam tiểu bang New York và là thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ. Dân số thành phố New York ước tính vào năm 2019 là hơn 8 triệu người. Tổng diện tích thành phố là 1.214 km², trong đó diện tích mặt nước chiếm 425 km² và 789 km² là mặt đất. New York được người Hà Lan thành lập như một trạm mậu dịch thương mại vào năm 1624. Vùng định cư này lúc đó từng được gọi là Tân Amsterdam, cho đến năm 1664 khi thuộc địa này bị Vương quốc Anh kiểm soát. New York làm thủ đô của Hoa Kỳ từ năm 1785 đến năm 1790. Với vai trò là một thành phố toàn cầu tiên phong, New York có một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thương mại, tài chính, văn hóa, thời trang và giải trí toàn cầu. Là nơi Liên Hiệp Quốc đặt tổng hành dinh nên thành phố này cũng là một trung tâm quan trọng về các vấn đề quốc tế. Và điều gì khiến New York phát triển mạnh, thu hút tiềm lực kinh tế khắp nơi đổ về và trở thành một thành phố năng động đến như vậy? Đó là vào năm 1825, kênh đào Erie được khai thông. Từ đó, New York là điểm kết nối giữa Trung Tây nước Mỹ và bờ biển Đại Tây Dương. New York trở thành điểm giao kết quan trọng về buôn bán trong và ngoài nước. Kênh đào đã mang lại cho thành phố New York một lợi thế không thể so sánh với tất cả các thành phố khác của Hoa Kỳ và mở ra sự thăng hoa về kinh tế và văn hóa của thế kỷ 19. Về sau, thành phố mở thêm nhiều tuyến đường sắt và đường bộ giúp cho nền kinh tế ngày càng trở nên phồn thịnh. Nhà máy mọc lên như rừng, người dân khắp nơi từ trong và ngoài nước đổ về khiến New York dần trở thành một thành phố và hải cảng tầm cỡ quốc tế. New York trong nhiều năm qua là một thành phố thu hút khách du lịch nhiều nhất nước Mỹ. Năm 2019, thành phố đón hơn 13,5 triệu lượt khách quốc tế. Chúng ta cùng khám phá một số địa điểm tham quan du lịch nổi bật của New York nhé! Tượng nữ thần tự do. Bức tượng là món quà của người dân Pháp dành tặng Mỹ, khánh thành vào năm 1886, được đặt tại cửa sông Hudson, nằm trên đảo Liberty, nhìn ra cảng New York, là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Mỹ và là một trong những hình ảnh đầu tiên được người nhập cư vào Mỹ nhìn thấy từ hướng đông. Tượng nặng 229 tấn, toàn thân bức tượng cao 46 mét. Nếu như tính cả phần bệ, có tổng chiều cao là 93 mét. Bên trong tượng nữ thần có cầu thang xoắn ốc, chiều cao tương đương một ngôi nhà 12 tầng. Cầu thang giúp du khách leo lên khu vực vương miện để ngắm cảnh xung quanh. Tượng nữ thần tự do từ lâu đã trở thành biểu tượng và ước mơ tự do, không chỉ của người dân nước Mỹ, mà còn là của cả nhân loại. Nó đã vượt qua khuôn khổ của một quốc gia và trở thành di sản văn hóa thế giới. Quảng trường thời đại, biểu tượng của thành phố New York đối với rất nhiều người, không phải là địa danh nào khác ngoài quảng trường thời đại, nơi từ năm 1907 luôn diễn ra hoạt động thả quả cầu pha lê khổng lồ mỗi dịp năm mới. Hoạt động này không chỉ là truyền thống của người dân thành phố mà còn được truyền hình trực tiếp tới nhiều quốc gia trên thế giới. Quảng trường thời đại nằm ở quận Manhattan, nối đại lộ Broadway và đại lộ số 7. Giao lộ này luôn được chiếu sáng lung linh bởi những tấm biển hiệu quảng cáo trên các tòa nhà. Đến đây, bạn sẽ lạc bước giữa những khu mua sắm sầm uất dường như kéo dài bất tận. Vào mỗi đêm, quảng trường tràn ngập ánh sáng từ màn hình và các vỉa hè chật cứng người. Không gian vô cùng náo nhiệt, quảng trường thu hút khoảng 50 triệu du khách mỗi năm. Công viên trung tâm Central Park. Central Park nằm lọt thỏm giữa quận Manhattan đông đúc hiện đại. Được xây dựng từ năm 1857, công viên rộng khoảng 340 hectare
với những lối đi rợp bóng cây, những mỏm đá hay những khu vườn được cắt tỉa cẩn thận theo kiểu châu Âu. Bên cạnh đó, nơi đây còn có nhà hát ngoài trời, đài tưởng niệm John Lennon, bức tường Alice in Wonderland nổi tiếng. Khắp nơi là những bãi cỏ tươi tốt, những khu rừng mát mẻ, những khu vườn đầy hoa và những con đường cây cối quanh co mang đến không khí của thiên nhiên thanh bình cho người dân New York. Cầu Brooklyn là một trong những cây cầu treo lâu đời nhất ở Mỹ. Cầu Brooklyn được khánh thành vào năm 1883, bắc qua sông S, kết nối giữa hai khu vực là Manhattan và Brooklyn. Với trụ nhịp chính là 486m, nó là cây cầu treo bằng thép đầu tiên và dài nhất thế giới ở thời điểm xây dựng. Nơi đây từ lâu đã trở thành một trong những cảnh đẹp của New York, thu hút đông khách du lịch nhất. Không chỉ lưu thông bằng xe cộ, du khách còn có thể tản bộ trên cầu và chụp ảnh lưu niệm. Đặc biệt, bạn hãy tới đây vào lúc hoàng hôn để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Phía xa xa là tượng nữ thần tự do, phóng tầm mắt là về phía Manhattan và cầu Williamsburg. Tháp Empire State. Giữa rừng các cao ốc chọc trời, tòa nhà Empire State vẫn sừng sững, hiên ngang và là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của thành phố không ngủ New York. Công trình cổ điển bằng đá vôi được xây dựng chỉ trong vòng 410 ngày, với tổng chiều cao là 443m, tính cả phần tháp. Tòa nhà mang hình dáng một cây bút chì 102 tầng, trong đó 85 tầng là khu thương mại văn phòng và 6 tầng còn lại được sử dụng riêng cho hệ thống chiếu sáng. Vì vậy, Empire State luôn có được hình ảnh lung linh về đêm, khiến bất kỳ ai du lịch New York cũng muốn ghé chân. Đài tưởng niệm 11 tháng 9, công trình tưởng niệm sự kiện 11 tháng 9, bảo tàng 11 tháng 9, được đặt tại chính nơi xảy ra thảm kịch kinh hoàng vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người. Trước đây, khu vực này là địa điểm của hai tòa tháp đôi, từng là biểu tượng tài chính không chỉ của New York hay nước Mỹ, mà còn là của toàn thế giới. Sau khi tòa tháp đôi này bị phá hủy bởi những kẻ khủng bố, vị trí của nó được xây dựng thành đài tưởng niệm các nạn nhân, với hai hồ nước lớn và một bảo tàng, khánh thành vào năm 2006. Hiện nay, rất nhiều du khách du lịch New York tìm đến đây để tưởng niệm các nạn nhân của một trong những sự kiện đau buồn nhất trong lịch sử nước Mỹ cũng như thế giới. Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan. Đây là một trong những bảo tàng lớn nhất và quý giá nhất thế giới, nơi trưng bày những bộ sưu tập nghệ thuật và cổ vật khổng lồ. Hơn 2 triệu đồ vật quý giá như tranh, tác phẩm điêu khắc, các sản phẩm dệt và các hiện vật được thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Tầng 1 là nơi trưng bày bộ sưu tập Ai Cập cổ đại. Tầng 2 là nơi trưng bày tranh châu Âu và các tác phẩm tuyệt đẹp từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 20. Các phòng khác dành cho các tác phẩm điêu khắc được trưng bày dưới ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra, còn có các tác phẩm nghệ thuật châu Á và các bức tranh tác phẩm điêu khắc hiện đại và đương đại. Vậy là các bạn vừa cùng Visa đi khám phá thành phố New York xinh đẹp với rất nhiều điều thú vị. Nếu các bạn thích video thì đăng ký và nhấn chuông theo dõi để ủng hộ tụi mình tiếp tục làm clip về những thành phố khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!